Chiều ngày 13 tháng 9, tổ công tác kiểm tra đề án 06 quyện Âu Phú do bà Thi Thị Xuân Phước, trưởng phòng tư pháp, tổ phó cùng các thành viên có buổi kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án 06 tại xã Khánh An. Tiếp về làm việc có ông Dương Thanh Phong, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, tổ trưởng tổ thực hiện đề án 06 xã Khánh An. Báo cáo về công tác triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Đề án 06 ở xã Khánh An cho thấy việc thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử được Khánh An duy trì thực hiện tốt. Đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 1.310 trường hợp đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú, 390 trường hợp đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, 106 trường hợp đăng ký kết hôn và 99 trường hợp khai tử. Riêng việc thực hiện 16 chỉ tiêu làm sạch dữ liệu, Khánh An đã thực hiện được 14 trên 16, còn hai chỉ tiêu bổ sung là công dân thiếu trường thông tin và công dân sai cấu trúc số định danh. Công tác cấp thẻ căn cước công dân được thực hiện tốt, việc cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy đảm bảo đúng thời gian quy định, được người dân đánh giá cao việc số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa do đa phần người dân thực hiện hồ sơ trực tiếp không nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Khánh An còn gặp một số khó khăn như cơ sở vật chất, máy tính xuống cấp, phần mềm khai sinh điện tử thường bị lỗi nên chậm giải quyết đăng ký khai sinh điện tử cho trẻ em. Một số người dân sinh sống Campuchia và đi làm ăn xa nên khó khăn trong quá trình liên hệ giải quyết. Phát biểu tại buổi làm việc, bà Thi Thị Xuân Phước, trưởng phòng tư pháp, Tổ phó, tổ kiểm tra đề án 06 huyện Âu Phú yêu cầu địa phương cần nâng cao vai trò, trách nhiệm và năng lực hoạt động của cán bộ công chức, từng thành viên trong tổ thực hiện đề án 06, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng trong doanh nghiệp và nhân dân. Đồng thời lưu ý hình thức trả kết quả mà người dân ưu tiên lựa chọn. Tại xã Khánh An, các thành viên trong tổ đề án 06 của quyền đã trực tiếp kiểm tra việc quản lý hồ sơ, sổ sách và kết quả giải quyết các thủ tục hành chính, công tác tuyên truyền, tích hợp dữ liệu dân cư và giao dịch hành chính trên môi trường điện tử, tiến tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, qua đó hướng dẫn cán bộ thực hiện các nội dung đúng lộ trình đề ra.